5.000 ở quyết trên một cờ tụ. Đây, cái cầm tụ 7 màu mới tinh. Đấy. 4 con Toshiba chỉ đỏ. Vâng, lên sóng tiếp theo con 309V. Con này series là 0248 nha các bác, 0248 nha. Đánh hai cầu loa ABA cộng B, máy đẹp xuất sắc. Về ngoại thất của em nó thì không điểm trừ nha. Từ thùng vách cho đến là mặt tiền. Đây, mặt tiền đẹp không tì vết nha các bác. 309V là đối tác tuyệt vời của những dòng loa Âu Mỹ Nhật, đặc biệt tiếng bass của dòng 309V đánh ra rất là tròn, gọn gàng. Đây là nó nổi trội về âm thanh, về âm sắc. Âm thanh của nó thì mang tính trung thực rất là cao, gọi là chuẩn chỉ ba giải, và đặc biệt tiếng bass hay quá. Tiếng bass gọn và tròn tiếng. Về các bác Gibb L100 Canterbury quá tuyệt vời rồi nha. Hoặc là những dòng loa JB, loa châu Âu, loa Mỹ, loa Nhật, vân vân, dòng loa cổ. Giá là 24.500.000 đã bao gồm phí ship nha các bác. Giá 245 bao gồm phí ship. Đấy. Đây là phía trên nắp của sản phẩm này. 245 bao ship, nếu chuyển khoản đủ thì bớt 200, còn 24.300.000. Giá thì em cân đối tốt nhất để các mình sở hữu rồi là máy chất Nhật về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha. Nhớ giúp em series là 0248. 0248 nha. Rồi đi vào nội thất bên trong luôn. Còn ngoại thất thì đẹp mỹ mãn rồi nha các bác. Mặt đẹp không tì vết rồi. Hàng chắc Nhật về thì yên tâm các bác. Mình xài nó sướng đấy. Độ mới và độ chất của sản phẩm, độ chất lượng âm thanh nó đạt cái tiêu chí rất là cao. Rồi đi vào nội thất bên trong để các bác cùng coi, cùng xem máy thì em bao zin hết nha. Đây, các bác nhìn con máy nó mới là các bác thấy nó sướng rồi. Đây, con này bản tụ sữa nha, có nghĩa là tụ tráng sữa đó. 15.000 ở quyết trên một cờ tụ. Đây, cái cầm tụ 7 màu mới tinh. Đây. 4 con Toshiba chỉ đỏ nha. 1079 và 639. Đây là mạch âm sắc và mạch công suất của nó. Đấy. Có thể đẹp chưa? Nó mới. Nhìn này các bác. Trời. Đây. Đây là phần relé. Relé các bác. Nhìn cái tăng phô rồi các bác. Thấy nước sơn nó còn ánh lên luôn này. B1975. Phần cầu chì. Phần trạm loa. Mới như thế này thì các bác nào đang cần 309V chắc là phê luôn. Đây các bác nhìn cái bo này. Nó đẹp. Con này hàng nội địa nha, bắt điện 100V nha. Hàng nội địa, con bản nội địa. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Thì cơ bản thì nó vậy thôi. Các bác nhìn qua video này là cũng thấy cái độ mới của con này rồi. Hàng em là hàng lựa tuyển rất là kỹ, nên các bác về thấy những con như thế này để giao các bác về các bác sử dụng và trưng bày. Chào các bác, đây là con Lookman 309, một âm ly rất là nổi tiếng ở phân khúc dưới 20 của Lookman. Các bác nào đang chơi những dòng loa JBL, loa Mỹ như là Mark & Top, loa AR đồ các bác, những dòng loa HBM, loa Pioneer vân vân, loa châu Âu, loa Boxell, những dòng loa tăng noise đều đánh tốt với con 309 này. 309 đẹp xuất sắc luôn nha, đẹp không tì vết. Các bác nhìn mặt nó này, mới kem. Con này em đang giao các bác là 15.000.000 bao gồm phí ship nha. Đấy, 15.000.000 nha, bao gồm phí ship là sở hữu được một con 309 rồi. Công suất là 250W, series là 3542. 3542 nha các bác. 250W đánh hai cầu loa ABA cộng B, đánh sò Toshiba chữ đỏ nha. 250W các bác là vô tư mình chơi dòng loa nghe nhạc 30-40 rồi nha. 309 và 309V thì nó trên nhau khác cách nhau 10.000.000, nhưng mà chất âm thì 9-10 nha các bác. Nên em mới nói là ở phân khúc dưới 20, nếu mà lúc man thì 309 là khá tuyệt vời. Hoặc là 309 L80V, các L80V nó cũng gần 20. Nhưng mà ở 15.000.000 thì chỉ con 309 gọi là khó có đối thủ của trong hãng Lookman này các bác. Nên tầm 15.000.000 là các bác chọn ngay con 309 nha. Về Gibb L50 nè, 4312 nghi phê lắm nha. Tầm tiền nó thì chọn 309. 308 thì bên em đang giao là 12.500.000, nếu em có 308 cho các bác luôn nha.
Rồi thì nó đẹp toàn diện về ngoại thất là ok rồi nha. Và sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong và độ đẹp của máy. Máy thì em bao zin nha, tại máy là máy em về bên Nhật về, chưa qua tay sử dụng người Việt Nam. Và đợt này về chỉ có một con 309 thôi nha, một con à. Series mới báo các bác á, nhớ nha, nhớ giúp em nha. Xem video nhớ giúp em series 3542, 3542 nha. Mê nó rồi là các bác điện cho em nha, hỏi series còn không, 3542 còn thì em giao các bác nha. 15 bao ship, cọc tiền cọc giúp em khoảng 1 triệu rưỡi đến 2 triệu nha. Để em ship hàng tận nơi, còn chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000, còn 14.8 triệu. Đây là phía dưới đáy của em nó, có thể thấy những cây tóc ốc đồ rất sáng. Và con này chạy 4 cầu điện nha, điện hiện tại điện 100V nhưng mà nó chạy 4 cầu điện. Các bác có thể sử dụng được điện 220 bằng cách chuyển cầu nha, chuyển cầu chuyển phía dưới, chuyển cầu điện này. Nếu các bác nào muốn xài điện 220 đối với con 309 này phải báo với em trước để em chuyển điện cho các bác nha. À, đây là con 309 khi các bác lấy ra từ hộp mà gỗ nha. Thì 309 nó sẽ có cái rọ thép nha các bác, rọ thép nha. Đây mà nhân lên 309V lại không có rọ thép nha các bác. Đấy, ốc ác là vàng ươm này. Đấy, rọ thép này. Có nhìn những con máy chất nước Nhật về này, cái rọ thép không là nhìn cũng đủ yêu rồi. Đấy. Máy chạy 4 con Toshiba chữ đỏ 1079 và 679. Hai cái tủ thôi, mở nắp ra để các bác cùng xem luôn. À, em chính mời tất cả các bác cùng ngắm vẻ đẹp của nó từ cái tủ trước nha. Đấy, tủ khi họ gắn họ hàng xong họ đều vẫy mật và là niêm phong các bác. Đấy, thấy không? Từ mặt này các bác thấy chưa, mặt rơ le chính áp chính đồ tầng phô. Đấy, 4 con Toshiba chữ đỏ nha, nguyên mật mặt. Đấy, thấy chưa các bác, mặt này đây nữa, mặt đây nữa, dây nhựa là nhìn tranh bum. Đấy, niêm phong bằng bút qua mực màu trắng này, niêm phong này lại có hình này quên niêm phong quá, có thấy niêm phong tháo ra nó sẽ bể cái mút cái mực này liền nha. Đó là gọi niêm phong quá, hồi xưa họ niêm phong bằng bút mực nha các bác, mực. Đấy, quá mới nhau, nó quá mới. Bác nào chốt con này liên hệ cho em nha, 4 cầu điện nha các bác. Em này chạy 4 cầu điện, có những cái cầm này 7 màu luôn, cái cầm tù á 7 màu mới tinh luôn. Những con hàng nội địa Nhật nó về chưa qua người sử dụng Việt Nam quá, là nó mới đẹp đã và phải tuyển chọn kỹ lưỡng nha các bác. Đấy thì đây là 15 triệu là các bác đã sở hữu con 309 tại em Chiến nha. Em Chiến giao 15 triệu, nếu cọc viền cọc 1 triệu rưỡi trở lên chuyên không đủ em bớt 200 là còn 14.8 triệu. Liên hệ cho em qua hai số điện thoại này nha. Từ này về được có một con 309 ấy, bác nào lấy thì alo cho em.